Và hãy
thử xem cái cảm giác đánh những tiếng chiêng của người Gia Lai như thế nào, một điều chiêng mà duy nhất trên tỉnh Đắk Lắk này mới có. Xin phép mọi người xin phỏng vấn
một vài khán giả trong cái buổi tối hôm nay để cảm nhận về cái cảm nhận của quê của bà con đối với lại cái hội trại lần này và đối với lại đêm cổng chiêng này. Vâng, xin chào, tôi có thể chia sẻ với lại mọi người là đêm nay cô có cảm nghĩ như thế nào đối với lại cái đêm lửa trại ngày hôm nay ạ? Và cô có cảm nghĩ như thế nào? Cô có cảm thấy là nó vui không ạ? Một từ vui là con cô có thấy vui không ạ? Vâng, cô gật đầu và cũng nói vui. Vâng, xin cảm ơn cô.